Ukraine mở thêm nhiều hướng tấn công, nhận trợ lực từ Mỹ. Thưa quý vị, theo đài RT, một nhóm tàu mặt nước không người lái USV đã bị quân đội Nga phát hiện khi đang tiếp cận căn cứ của hạm đội Biển Đen hôm 9 tháng 8. Cảnh quay từ camera do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các USV đã bị phá hủy ngay sau đó. Các hệ thống hỏa lực đang làm nhiệm vụ đã phá hủy bảy tàu không người lái ở Biển Đen, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không giải thích gì thêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết vào cùng ngày, một nhóm biệt kích Ukraine đã cố gắng đổ bộ vào mũi bán đảo Kinburn nhìn ra cửa sông Dnieper ở vùng khê sân. Theo cơ quan này, lực lượng Ukraine di chuyển trên 4 chiếc thuyền đã tiếp cận Kinburn Spit, trong đó hỏa lực từ hai chiếc thuyền đã yểm trợ một nhóm binh lính sông lên bờ. Tuy vậy, phía Nga tuyên bố nhóm này đã chịu thiệt hại bởi bãi mìn trên bờ và các lực lượng khác sau đó phải rút lui, mất hai chiếc thuyền và một tên lửa chống tăng. Theo Moscow, những người này là thành viên trung tâm tác chiến đặc biệt hàng hải của Hải quân Ukraine có trụ sở tại Odessa. Trước đó, lực lượng ép đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Sevastopol và cầu cũng như các cuộc đột kích vào Kinburn và mũi Tarankut. Cũng trong ngày 9 tháng 8, theo Reuters, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm tên lửa Stinger, đạn pháo và hệ thống chống thiết giáp. Được biết, đây là gói viện trợ quân sự thứ 63 Washington dành cho Kiev kể từ tháng 8 năm 2021 tới nay. Thông cáo từ Lầu Năm Góc nêu rõ, nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc phòng của Ukraine, Mỹ sẽ gửi các tên lửa phòng không Stinger, đạn dược dành cho hệ thống pháo phóng loạt HIMA, đạn pháo 105mm và 155mm, tên lửa vác vai Javelin AT-4, hệ thống tên lửa chống tăng TOVK cùng đạn dược cho vũ khí cầm tay. Cũng trong bản thông cáo trên, Lầu Năm Góc khẳng định chính quyền Mỹ sẽ phối hợp cùng 50 quốc gia đồng minh khác để đảm bảo việc Ukraine sẽ tiếp tục nhận được những hỗ trợ quân sự cần thiết. Hình ảnh Nga điều thêm quân tới vùng biên chặn Ukraine đột kích. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các đoạn phim quay cảnh nhiều phương tiện quân sự đang di chuyển thành hàng dài ở cất. Nhà chức trách tiết lộ, các khí tài tăng viện bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, các khẩu pháo kéo, xe tăng xe bánh xích hạng nặng, cũng như các xe quân sự chuyên dụng Uran và Cam Theo đài RT, lực lượng tiếp viện Nga sẽ sử dụng vũ khí và trang thiết bị bổ sung để chống lại quân Ukraine đang tấn công quận Suzansky thuộc vùng cất, nơi được tin là mục tiêu chính của Kiev. Moscow cho biết Ukraine đã phát động cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga sáng ngày 6 tháng 8, huy động tới 1.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân do phương Tây cung cấp. Giới lãnh đạo Ukraine cho biết mục tiêu chính của hoạt động này là gây ra nỗi sợ hãi với người dân Nga, nhằm khiến họ chống lại chính phủ của mình và giúp Kiev có vị thế tốt hơn trong đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc xâm nhập trên là hành động khiêu khích diện rộng, đồng thời cáo buộc lực lượng Kiev tấn công bừa bãi vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương. Chính quyền địa phương thống kê, cho đến nay đã có ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và 21 người, bao gồm cả 6 trẻ em bị thương trong sự cố. Quân đội Nga cũng tuyên bố đang tiếp tục đẩy lùi binh lính Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho đối phương bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Tính đến ngày 9 tháng 8, Kiev được cho là đã mất tới 945 binh sĩ cùng 102 xe thiết giáp, trong đó có 12 xe tăng và 17 xe thiết giáp chở quân. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin do Nga công bố. Su-34 tiếp tục ném bom 3 tấn, hủy diệt, bình lực đối phương ở cớt. Thưa quý vị, theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, mới đây, Nga tuyên bố đang tiêu diệt bình lực Kiev một cách có hệ thống và tung clip máy bay Su-34 ném bom FAB-3000 vào mục tiêu Ukraine ở vùng cớt. Máy bay ném bom chiến đấu siêu âm đa chức năng Su-34 của Nga đã giáng những đòn mạnh vào các nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine tập trung ở vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với vùng cớt của Nga, được coi là lực lượng dự bị cho các đơn vị Ukraina xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Máy bay Su-34 đã ném bom FAB-3000 có bộ điều chỉnh chính xác mục tiêu UMPC xuống các mục tiêu của đối phương, tiêu diệt một số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị của Ukraina. Sau khi nhận được xác nhận từ các máy bay không người lái về việc các mục tiêu đã bị tấn công thành công, máy bay Su-34 đã quay trở lại căn cứ. Theo giới phân tích, mặc dù có bị bất ngờ trong những thời điểm ban đầu, nhưng lực lượng vũ trang Nga đã nhanh chóng củng cố thế trận phòng ngự, dùng hoàn lực mạnh để tiêu diệt một cách có phương pháp các đơn vị Ukraine đã xâm chiếm khu vực cớt hoặc đang có ý định vượt biên giới Nga từ các khu vực lân cận thuộc vùng Sumy của Ukraine. Đồng thời, mục tiêu của Kiev trong trường hợp này không được xác định chính xác, bởi nếu đây là một chiến dịch tấn công nhằm đánh chiếm và củng cố các vị trí giành được trong lãnh thổ Nga, thì nó thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quy mô cả về nhân lực và trang thiết bị lẫn kế hoạch tác chiến. CNN cho rằng hành động của quân đội Ukraina giống như một cuộc phiêu lưu và theo đuổi tiếng vang về mặt chính trị. Bằng cách chấp nhận rủi ro như vậy, Kyiv đang cố gắng hết sức để mở ra một giai đoạn mới trong chiến sự, dốc toàn lực để giành chút thắng lợi quân sự nhằm củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow có thể diễn ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực khác của Nga. Thượng nghị sĩ vùng Zaporizhia Dmitry Rogozin cho rằng có thể Ukraine sẽ tổ chức một cuộc phản công trong khu vực Energoda, Stepnogo và Orekhov là có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đột kích khác của lực lượng Ukraine vào vùng Bengorod của Nga. Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine muốn gieo sắc hoảng loạn bằng vụ tấn công ở Kursk. Liên quan đến cuộc xâm nhập không thành của Ukraine vào Kursk đã gây thương vong cho dân thường ở các khu vực biên giới của Nga, đặc biệt là thị trấn Suha. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hôm 7 tháng 8, chính quyền Kiev đang tấn công khu vực Kursk nhằm mục tiêu xả đò thể hiện rằng họ có khả năng hoạt động trong bối cảnh năng lượng của họ liên tục thất bại trong khu vực xung đột. Bà Zakharova cho hay... Với cuộc tấn công bộ binh của Ukraine tại khu vực Kursk, người Ukraine đã cố gắng đi gieo sự khởi loạn trong dân cư ở khu vực và có thể hiện có ít nhất một số hoạt động trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tục thất bại tại khu vực xung đột. Kỳ vọng của họ cũng không thành công ở đó. Bà cho biết, vào đêm ngày 6 tháng 8, binh lính Ukraine đã tấn công thị trấn Suha tại khu vực Kursk từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8. Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố lớn ở khu vực Kursk, sau tranh với lượng bộ binh đáng kể và xe bọc thép hạng nặng. Theo bà Zakharova, lực lượng vũ trang Nga đã thúc đẩy kẻ thù một cách quyết định, khiến chúng phải chịu hạn chế đáng kể. Cuộc đột kích của quân đội Ukraine đã khiến 24 dân thường ở khu vực Kursk, trong đó có 6 trẻ em bị thương. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xe cấp cứu đã lấy mạng một nhân viên y tế. Bà Zakharova nói, kẻ ép tiếp tục tấn công những cư dân vô tội ở các thị trấn và làng mạc của Nga trong khi phải chịu những thất bại trên chiến trường. Bà chỉ ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine vào Golovka vào ngày 31 tháng 7, Sebekino vào ngày 1 tháng 8 và ném kích bằng MLRS vào ngày 2 tháng 8 và cuộc tấn công lớn vào lũ bằng tên hoạt tầm xa. Atax và Storm Shadow Sonato cung cấp. Tất cả những tội ác đẫm máu này diễn ra trong bối cảnh phương Tây im lặng đầy hoài nghi, vốn tiếp tục che đậy cho những con rối ở Kiev. Tất cả những điều này chỉ củng cố thêm cảm giác không bị trừng phạt của những kẻ theo chủ nghĩa quốc xã mới ở Ukraine. Những kẻ tự tin có thể thoát khỏi sự trừng phạt với bất kỳ hành động tàn bạo nào. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế không đứng sang một bên và lên án mạnh mẽ hành động tội ác của chế độ Kiev. Không tội phạm nào có thể thoát khỏi hình phạt, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bà cảnh báo. Dựa trên bằng chứng từ Ủy ban điều tra Nga, Xây dựng dự án Nga tiếp tục tuyên án những tên tần phát xít Ukraine đã phạm tội nghiêm trọng chống lại dân thường. Trong khi đó, ông Danby Skagosev, thành viên Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga nói với Sputnik rằng, Vụ đột kích vào tỉnh Kos được lên kế hoạch bởi lực lượng vũ trang Ukraine và cơ quan tình báo Anh. Đòn trả đũa mang tính chiến lược đối với vụ đột kích này sẽ rất đau đớn đối với họ cả về mặt quân sự và chính trị. Ông Skagosev nói, Lưu ý rằng, phe diếu hâu ở nhiều nước không muốn hòa bình, ra sức tìm cách thổi bùng ngọn lửa đối đầu. Hạ nghị sĩ Skagoshev nói thêm, sau khi vụ tấn công vào tỉnh Kurs bị đẩy lùi vô điều kiện, bước tiến của quân đội Nga sẽ tăng tốc. Chúng tôi biết là họ đã dành quá nhiều sức lực cho chiến dịch này. Tướng Ukraine vẫn nộ tuyên bố, chúng tôi đang bị phản bội. Ở một diễn biến khác, tướng đã nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Ukraine, Sergei cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Varika Novoste rằng chính quyền Ukraine muốn ký kết một thỏa thuận hòa bình vì họ không tin vào chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nhu cầu chuẩn bị cơ sở để chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay. Grinovos cho biết ông đã không nghe thấy từ chiến thắng từ miệng của quan chức cấp cao của Ukraine trong 6 tháng qua. Vị tướng đã nghỉ hưu này cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất trong suốt cuộc xung đột. Vị tướng kết luận, tôi nghi ngờ rằng chúng ta đang bị phản bội, nói một cách nhẹ nhàng. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ý định chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2024. Mục tiêu kiên định của chúng tôi là chuẩn bị cơ sở thực sự cho một kết thúc công bằng cho chiến tranh trong năm nay. Ông nói, ông Zelensky gọi việc chấm dứt thù địch là nhu cầu chính của Ukraine. Theo ông, cuộc xung đột phải được chấm dứt theo các điều khoản công bằng và càng sớm càng tốt. Ông Zelensky cũng thừa nhận rằng Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tìm hiểu ý kiến của người dân về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga. Vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không chỉ do nguyên thủ quốc gia quyết định, mà chính người dân cũng phải bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này. Ông lưu ý, tuy nhiên đây không phải là kịch bản tốt nhất, vì việc Kiev đồng ý nhượng một phần lãnh thổ Ukraine cho Nga sẽ đồng nghĩa với chiến thắng cho Moscow. Ông Zelensky nói thêm, nhà quan sát người Mỹ Ivan Allen tin rằng Ukraine sẽ không thể giành lại được các vùng lãnh thổ đã mất ngay cả khi có sự giúp đỡ của vũ khí, công nghệ và đào tạo của phương Tây. Allen tin rằng đây là một giấc mơ viễn vông đối với Ukraine. Ivan Allen cũng cho biết không giống như ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ của Đảng Cộng hóa Donald Trump sẽ không chú ý nhiều đến cuộc khủng hoảng của Ukraine. Sự giả người Mỹ Alexander Roberts đã đặt ra nghi ngờ về ý định chấm dứt xung đột của Ukraine. Người ta nên nghĩ về hòa bình lâu dài mà không bị vi phạm vào một thời điểm nào đó sau đó. Ngay cả khi một hiệp ước hòa bình được ký kết, Kiev sẽ sử dụng thời gian để chuẩn bị cho việc tiếp tục các cuộc giao tranh nhiều người Nga sẽ không rơi vào cái bẫy này, nhà sử học tìm như vậy. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, Nga, Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị đừng quên ấn nút like, subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!